Chương trình ẩm thực ngày nay của Sài Gòn TV phối hợp với công ty Quốc Việt Foods với Thu Hương và Hương Thơ xin được trở lại với phần 2. Và quý vị đang theo dõi phần hướng dẫn của Thu Hương là giám đốc và tiếp thị của công ty Quốc Việt Foods hướng dẫn chúng ta cách nấu bún cá. Bây giờ Thu Hương cũng cái chảo này, Thu Hương sẽ cho hành vô và Thu Hương sẽ xào rau nha quý vị. Rau là của mình là gồm có cái gì? Dạ, tại sao? Rồi Hương Thơ biết không? Tại vì khi mình nấu những cái gì mình làm cho nó ngấm hết đi, cái xong mình cho vào một cái nồi bún cá, mình ăn tới miếng thơm nó cũng mềm mà nó cũng thấm, mà mình ăn tới cái miếng bí rợ nó cũng mềm. Và nhớ là bí rợ mình phải cắt mỏng nha, cho nó mau chín nha quý vị. Đó, cho bí rợ vào, mình xào trước đi ha, mình xào bí rợ. Rồi mời chị Hương Thơ giúp một tay ha. Vậy mình làm mình nấu bằng nồi cũng được, đâu cần phải chảo không? Dạ vâng, nấu bằng nồi cũng được, nhưng mà tại vì nó cái chảo này nè nó dễ, mình xào mình xia cá nó dễ đó. Dạ mình xào bí rợ trước, tại vì bí rợ nó lâu chín hơn là thơm. Và ra đây làm trái thơm hay trái dứa gì cũng là cũng được, cái khóm. Dạ khóm cũng được. Nhưng mà Hương Thơ có biết là cái dứa này ăn tốt lắm không? Mình thử coi trên internet đó, cái dứa này nó giúp cho mình thông những cái mạch máu. Dạ, mà ngoài máu, ra máu đông. Dạ, em coi trong internet người ta nói nhiều cái phúc lợi của dứa lắm, cho nên mình phải đầm đủ mọi cách để mình ăn dứa hả chị ạ? Rồi. Trời này cũng tốt lắm, nhiều vâng. Vitamin lắm. Dạ, đây. Xong rồi đó, Thu Hương cho dứa vào nha. Ok. Xong cái phần dứa là bắt đầu là Thu Hương cho 1 tablespoon cốt xúc chay. Đảo đều lên. Mình có cho nước vô cho nó mềm mà bí không? Bí này chắc nó mau chín lắm chị ạ. À. Dạ. Rồi, 1 tablespoon cốt xúc chay. Mình xào nó khoảng chừng 5 cho đến 10 phút nha quý vị. Xong rồi Thu Hương xúc ra. Mà ai chị Thu Hương làm những món này Thu Hương tự học? Đây là những cái kinh nghiệm mà Thu Hương đã máu chuyên máu đô làm không bao nhiêu lần mới được. Dạ, khi mà mình làm việc với khách hàng đó, xong rồi nhiều khi mình hỏi khách hàng đó, chị ơi sao chị mua nhiều cốt xúc chay vậy, thì khách hàng chia sẻ là dùng để nấu bún cá. Và Thu Hương đã làm qua và Thu Hương thấy là rất là hay và Thu Hương muốn chia sẻ với quý vị. Xong rồi khi mà quý vị xào rau xong rồi, mình lấy rau ra mình để qua một bên và mình cho tí dầu vào. Ok. Và mình cho hành vào. Mình cho hành vào, mình phi lên cho thơm. Xong rồi cà lửa, chua. Lửa lớn. Dạ, lửa vừa thôi, cho em cà chua. Quý vị biết không, cà chua nè, khi mà mình xào lên thì cái màu cà chua nó ra rất là đẹp, cái màu đỏ rất là đẹp. Còn nếu không đó, quý vị cũng có thể cho một tí dầu điều vào, dầu điều nó cũng có cái màu rất là đẹp. Thì thấy cái Hương Thơ thường được nghe là mình ăn đồ ăn nó phải có màu sắc, có nhiều màu càng tốt. Đúng. Vừa đẹp mắt mà vừa bổ dưỡng, rất là nhiều chất vitamin. Với lại làm cho cái khẩu vị của mình đó, nó nhìn cái nó thấy thế đã thấy là dạ. Tăng cái khứu giác mình lên. Vị giác và khứu giác. Đó, hành nó vừa thơm rồi là Thu Hương cho cà chua vào. Ok. Để cho nó ra cà chua nó sẽ có cái màu rất là đẹp. Quý vị, chương trình ẩm thực ngày nay là để trình bày những cái món này, chúng tôi phải đi qua nhiều giai đoạn, nhiều công đoạn để làm cho nó ngắn gọn lại, để cho đỡ mất thì giờ người quay phim, và để cho quý vị theo dõi từng bước một. Và Thu Hương đã bỏ, và các chị em trong công ty cũng giúp đỡ một phần, như khê lắm thưa quý vị. Dạ vâng. Không ngoài mục đích làm phục vụ cho quý khách một cách chu đáo hơn và dễ dàng hơn. Đây là một yếu tố mang lại hạnh phúc gia đình cho những người phụ nữ, là vì lo toan công việc nước mà không quên việc nhà. Dạ vâng. So, quý vị biết không, cà chua đó mình phải cắt lớn nha quý vị, cắt múi câu. Cái một trái cà chua này mình cắt làm ba tùy theo. Tại sao? Vì mình không miếng cái múi cà chua của mình nó bị vỡ ra. Và khi mình xào cà chua, Thu Hương cũng cho một cái tí cốt xúc chay nè, cho cái cà chua của mình nó cũng đậm đà. Cái mình ăn miếng rau cũng đậm đà và mình ăn miếng cá cũng đậm đà. Rồi. Không, sau đó đó quý vị cho 1 gallon nước nóng nè quý vị nè. Đó, cho vào 1 gallon nước nóng.
Bây giờ chứ thay vì mình bỏ nước lạnh thì không được không? Cũng được, nhưng mà mình làm nước nóng thì nó nhanh. Dạ vâng, nhất là khi mà quý vị mà làm cá, nấu bún cá hay cái gì, mỗi lần mà mình thả cá vào, tuy là quý vị cá mình chưa có xia, có nhiều quý vị không thích xia cá, thích thả vào cho nó tươi và ăn nó giòn, nó dai. Thì quý vị lúc nào Thương nghĩ là mình cũng phải làm nước nóng mình mới thả cá vào, không thôi là cá tanh. Nó tanh. Dạ vâng. Đó, quý vị thấy không? Sau khi quý vị cho này vào rồi, quý vị nhớ nãy Thương có nói quý vị là 10 tablespoon cốt súp chay và 5 tablespoon cốt canh chua để cho nó vừa ngọt, vừa chua, vừa thơm. Nhưng mà quý vị có thể nêm nếm theo khẩu vị của gia đình mình. Đó, bây giờ Thương mới cho 1 gallon nước vào rồi và Thương sẽ cho một nửa hũ là 10 tablespoon, ok? Hoặc là quý vị có thể nêm cho vừa miệng nha. 3 Rồi 4 5 6 7 8 9 Rồi, 10 tablespoon nha quý vị. Và đây là cái cốt, cái này là cái cốt canh chua mà nó làm cho cái bún cá của mình nó chua chua, nó thơm thơm ngọt ôm. Và cái này à, 5 muỗng. Đó, 5 muỗng nha quý vị. 5 muỗng cốt canh chua và 10 muỗng cốt súp chay. Nhưng lúc nào quý vị cũng có thể gia giảm theo cái khẩu vị của mình. Rồi, bây giờ Thu Hương phải đợi nước sôi nha. Trong thời gian đợi nước sôi thì Thu Hương sẽ luộc bún. Quý vị nhớ là khi mà mình luộc bún thì nước sôi, mình thả bún vào, mình cho nó sôi 5 phút, mình tắt bếp đi, mình đậy thêm 5 phút nữa và mình rửa, mình đổ ra, mình rửa với nước lạnh. À, quý vị có thể cho một tí muối hoặc cho một tí giấm để cho cái bún nó dai và nó trắng nha quý vị. Bắt đầu cái là nó vẫn còn, bún của mình nó vẫn chưa có dính lại đó quý vị. Bắt đầu thí dụ như mà mỗi tô đó quý vị cho bao nhiêu bún thì bằng đấy đó. Quý vị để lên cái khay nè. Xong rồi quý vị xoay tròn nó để làm thành một cái tô. Lát hồi nó nguội, nó ráo rồi thì nó làm thành từng miếng như vậy nè quý vị nè. Rồi mình lấy ra nó dễ, từng tô một nó dễ hơn cho mình. Rồi, nước sôi rồi đó. Bắt đầu bây giờ Thương cho cái này vào nha, cho rau vào. Rồi. Cho rau vào để cho nó sôi. Thấy quý vị thấy không, Thương không có cho màu gì hết, nhưng mà mình nhờ mình xia cái cà chua cho nên nó ra màu. Mình đâu cần cho màu, nhưng mà biết là chị Hương Thơ thích xanh xanh đỏ đỏ cho con nhỏ nó vui. Cho nên chị Hương Thơ có thể cho thêm màu điều vào hoặc là cho sa tế vào. Nếu mà biết là ông xã của Hương Thơ là người Huế cho nên cái gì cũng phải có cay cay, cho sa tế vào là nó cay lên liền. Còn cái chả kia mình có phải okay, cắt ra không? Cắt bây giờ là bây giờ trong thời gian chờ đợi nước sôi nha, Thương sẽ cắt chả chả cá. Dẹp mấy cái này. Cái chả cá đây, bây giờ Thu Hương sẽ hướng dẫn với quý vị cái cách cắt chả cá. Theo Thu Hương thấy mình cắt theo cái hình thoi thì nó đẹp lắm. Đó, bây giờ cái này nè, mình phải cắt đây. Rồi, mình cắt xéo nha quý vị. To như vậy. Dạ vâng, để mình có những cái miếng hình thoi nè. Đó, quý vị thấy không? Đâu có phải là mình nấu ăn xong là thôi, mình phải trưng bày cho nó đẹp mà món ăn nó không được ngon lắm, nhưng mà cái cách trưng bày của mình cũng thấy cho món ăn nó ngon. Cái đó là cái bí quyết của phụ nữ mình đó chị ơi, quý vị ơi. Giống như mình có đẹp mà mình không biết ăn trưng diện lên cho nó đẹp hơn phải không? Đúng rồi. Không biết là trang điểm thêm cho nó mặn mà nhan sắc giống như thức ăn như vậy. Khi mà nó sôi thì có phải vặn nhỏ lửa. Vâng, vặn nhỏ lửa tí xíu. Rồi, đó, cái này là cái chả cá. Bây giờ đó, bây giờ đây nè, cái nước lèo nãy giờ là mình cho sôi nha. Bây giờ cái nước lèo này là mới có cà chua nè, bí rợ nè, với lại dứa và cốt canh chua cũng như là cốt súp chay. Mà phải nêm nha. Bây giờ đó, nếu mà Hương Thơ thích ăn ngọt, thay vì cho một cục đường phèn, không cho đường phèn quý vị, cho cốt súp chay quốc Việt. Nếu mà Hương Thơ thích tí chua chua, cho thêm cốt canh chua. Mà nếu mà mình lỡ tay nó chết sao nó mặn quá, cho thêm nước lạnh.
Các quý vị không có nêm muối đường nước mắm gì. Dạ vâng. Bây giờ Thu có thể nhắc lại rất nhanh gọn là cách nấu từ đầu đến đuôi nếu mà quý vị vừa mới mở tivi lên. Vâng, bún cá rất là dễ quý vị. Quý vị có thể mua cá hồi xong rồi có phải cần có cốt canh chua Quốc Việt và cốt súp chay của Quốc Việt. Xong rồi mình lấy cá hồi đó, mình ướp với lại 1 tablespoon cũng được. Và mình cho lửa lớn lên, mình xia cái mặt cá cho nó cứng, nó chín, nó không bị vỡ. Ướp với cốt chay. Vâng, cốt súp chay. Rồi mình mua cái hộp chả cá ở ngoài chợ, cái khu vực đông đá đó quý vị. Quý vị để cho nó tan đá ra và quý vị quết nó, đánh nó với lại tí tiêu nè. Nhưng mà quý vị mà thích ăn thì là thì có thể cho vào cái chả cá. Nhưng mà ở đây Thu Hương không có cho, là tại vì Thu Hương muốn mấy đứa bé nó ăn chả cá. Nếu mình cho thì là thì các cháu nó không ăn. Xong rồi cái mình cắt chả cá theo cái hình thoi vậy nè quý vị. Còn cái cá này là nãy là Thu Hương đã xia cho nó xém xém mặt rồi. Và cái nước lèo của mình nè, mình xào xong hết rồi, bây giờ mình thả cá. Nước lèo của mình là gồm có dứa nè, có bí rợ nè, có cà chua nè, có cốt canh chua và cốt súp chay. Mình nấu sôi lên, rồi bắt đầu bây giờ Thu Hương thả cá vô nha. Và cá mình muốn cắt cỡ nào cũng được tùy theo. Vâng, nhưng mà ở đây đó Thu Hương thích cắt sao mà mỗi một tô mình chia đều 2 miếng cá, 3 miếng cá, 2 miếng chả cá đó quý vị. Gia đình đông con phải tính. Rồi, thế là mình thả cá vô rồi. Vậy là nước lèo đã chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ luộc bún. Hồi nãy Thu Hương có nhắc quý vị rằng luộc bún là mình chỉ nước sôi, mình cho tí muối vào, mình cho bún vào và mình để nó sôi 5 phút. Tắt bếp đi, đậy nắp thêm 5 phút nữa. Rửa sạch, đổ nước nóng ra, rửa sạch với nước lạnh. Và mình vấn thành từng tô, từng một miếng một. Đó, bây giờ đó, Thơ thấy cái món chả cá của mình hấp dẫn chưa? Bắt đầu bây giờ. Lần, thưa quý vị. Bây giờ bắt đầu là bây giờ cho bún vô nha. Wow, nguyên một cái nồi thật là màu sắc. Là đúng là ý Hương Thơ thích mẹ. Dạ, vâng. Bây giờ nó như nó đã chín rồi phải không? Vâng. Cái cá thì là mình rất là màu chín, mình đừng có để lâu quá. Dạ. Đúng vậy. Và bây giờ là đây là thì là nha quý vị. Thay vì không cho vô chả cá thì mình cho vô cái súp của mình nha. Cho thì là vào. Và Thu Hương tắt bếp đi vì thì là nó rất là mau, nó không cần phải nồi để bếp. Và khi đây nè Thu Hương sẽ múc cho quý vị coi nha. Đây miếng cá. Biết là chị Hương Thơ thích ăn cá cho nên phải cho cá nhiều nhiều tí. Đó. Cá là cái khéo làm sao mình nấu cái bí nó vừa chín tới, nó không có nát mà nó không có cứng quá còn. Vâng, vì thế cho nên quý vị phải cắt bí rợ cho mỏng nha quý vị. Nó to bản thì nó không có nát mà nó vừa chín tới luôn, tại vì bí rợ nó hơi lâu chín. Cho nên quý vị phải cắt nó to bản. Đó, bây giờ đó Thu Hương nói thì chắc chị Hương Thơ chưa tin đâu, tại vì nãy giờ chị Hương Thơ cứ nói là bí chưa chín, nhưng mà đây Thu Hương đố chị Hương Thơ cứ việc ăn đi. Chị Hương Thơ cứ nói Thu Hương ơi, bí chưa chín, bí không có. Nó chín rồi rồi, tại vì sao quý vị biết không? Mình cắt cái miếng bí nó dẹp nè và nó to bản nè. Đó. Và miếng cà chua cũng vậy nè, miếng nào vẫn còn miếng đó nha quý vị. Mình ăn cái gì mình cũng biết là đó là miếng bí, đó là miếng cà chua. Chứ không thôi mình nấu ra nó ủa, cái gì đây, cái gì đây. Và đây là miếng dứa nè quý vị. Là cái hương vị của thức ăn Việt Nam là mặn ngọt chua cay á. Đầy đủ có trong cái dạ, bún cá này. Bún cá này đầy đủ hết đấy. Rồi, bắt đầu Thương trang nước nha. À, đẹp quá, nhìn đẹp quá. Nhìn như là một bức tranh ẩm thực. Và nếu mà thích có xanh xanh đỏ đỏ thì mình cho một tí. Cái này rất là ngon nha quý vị. Từ vì cái này là cái dầu của cá. Của cá nó đó. Rồi xong cuối cùng quý vị cho gì? Cho tí hành ngò lên ha, tí hành ngò lên. Và cho tí hành phi lên. Hành phi. Rồi cho tí tiêu lên. Wow, cái tô bún cá này à, hấp dẫn quá. Hy vọng là chị Hương Thơ phải chấm điểm cho Thu Hương. Rồi chừng nào cho chả cá đây nữa chứ. Đây, xong sau đó chưa từ từ. Chưa cái gì là bắt đầu chả cá nè, mình sẽ xếp miếng chả cá này thành cái hình thoi. Đó. Hai miếng chả cá là đó. Đó quý vị thấy không? Thuốc vitamin đó, nó như là một cái đó, hai miếng chả cá mà chị Hương Thơ thích thêm thì quý vị có thể cho thêm chả cá. Đó là món bún cá Quốc Việt. Chị có thể gọi là bún cá Nha Trang, bún cá Ninh Hòa. Nhiều cái bún cá lắm. Nhưng mà ở đây với ẩm thực ngày nay của Sài Gòn TV, Thu Hương và Hương Thơ muốn giới thiệu đến quý vị món bún cá Quốc Việt.
Rồi bây giờ đến giây phút quan trọng nhất trong show này, đó là nếm thử và chấm điểm. Thường thường nãy cứ sợ cái món bí này, cái bí này nó chưa chín, bây giờ ăn thử bí rồi sao nha. Có, không chứ. Perfect. Perfecto. Yeah. Mà nó đậm đà ghê, nó có mùi vị giống như là mình đã nêm trước rồi. Bây giờ thì thật sự một lát Hương Thơ sẽ chơi cả tô, bây giờ chỉ ăn cá. Ăn cá về cái nước thôi. Cái phần quan trọng nhất cá và nước, coi nó thấm như thế nào. Dạ, quan trọng nhất vì mình phải ăn rau ghém cho nên cái nước phải đậm đà. Dạ vâng. Cái mùi cá sơ minh vẫn còn đó mà nó còn thêm cái cốt bất quyệt nên đậm đà. Dạ vâng. Và nước rất là... Mà khi mà Hương Thơ ăn cái miếng bí, Hương Thơ cũng thấy là cái miếng bí rợ cũng rất là đậm đà vì Thương đã xào trước rồi. Mà nó vừa, nó không có bở mà nó cũng không có... Nó dẻo, cứng. Vâng. Cho nên nấu ăn rất là dễ quý vị. Quá ngon, chắc một lát là phải ăn hai tô. Quá ngon, rất là vừa. Nếu mà theo công thức của Thương đưa cho chúng ta đó, thì chúng ta không phải lo là phải nêm nếm nhiều lần, là mất thêm bây giờ không? Đây là cái phương châm làm sao mà nấu một cái tô bún mà nó hoàn hảo, không có phí quá nhiều thì giờ lặng nhanh lắc nhắc là cái chuyện bên cạnh đó. Vâng. Mà nãy giờ Hương Thơ có thấy, mà quý vị có thấy là Thu Hương nêm nếm không? Thu Hương không có nêm nếm gì hết, cứ 1 gallon 10 muỗng cốt súp chay và 5 muỗng cốt canh chua. Tại sao phải 10 muỗng? Tại vì thay vì 15 muỗng cốt canh chua là nửa muỗng cốt canh chua cho 1 gallon, một nửa muỗng cốt súp chay cho 1 gallon. Nhưng mà Thu Hương muốn có vừa ngọt vừa chua, cho nên Thu Hương chia ra 10 muỗng cốt súp chay và 5 muỗng cốt canh chua để ra nửa muỗng cốt súp cô đặc của công ty thực phẩm Quốc Việt với 1 gallon. Nguyên hũ là 2 gallon, nửa hũ là 1 gallon nước lạnh đó quý vị. Và trước khi chia tay, Hương Thơ xin mời quý vị ăn trên màn ảnh cùng với Hương Thơ thôi, quý vị ăn tin. Đây là tô bún cá Quốc Việt. Và mọi thắc mắc và yêu cầu hay là góp ý, xin quý vị email cho Thu Hương và Hương Thơ ở địa chỉ ẩm thực ngày nay TV, tức là ẩm thực ngày nay tv@gmail.com, và liên lạc với Quốc Việt, công ty Quốc Việt Food ở số 714-283-3663 extension 321. Ẩm thực ngày nay với Hương Thơ và Thu Hương xin hẹn quý vị vào lần sau. Xin kính chào. Chào quý vị.